Tô Hải Dương xin kính chào quý khách nhé. Hôm nay thì em Hương lại lên sóng và báo giá rất là nhiều đầu xe đang được sẵn bên Lego Tô Hải Dương của em. Chào anh Tạ Duy, anh Tạ Duy ơi, lâu lắm rồi mới thấy cuộc gặp mặt giữa em Lê Hương và anh Tạ Duy này. Chào bác Hồng Lĩnh này, chào bác Xuân Cường. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em ạ. Hôm nay là chủ nhật rồi, chúc khách hàng nhà mình có một ngày nghỉ bên gia đình thật là hạnh phúc và ấm áp nào. Quan tâm về mẫu xe nào bên em Hương thì hôm nay em sẽ lên sóng nhé. Trên 100 đầu xe đang sẵn tại bãi bên em. Số điện thoại em ghi ở đây rồi, 0354602790. Nhắc máy lên và liên hệ cho em Lê Hương nếu như quan tâm về dòng xe bên em nhé. Chào anh Trần Linh, chào anh Lợi Huy này. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em ạ. Số hotline thì em đã ghi ở đây rồi. Rất là nhiều xe đang được chào bán bên em. Em còn về thêm Innova 2014, Innova 2015, Xpander số tự động 2019 và Xpander số tự động 2020. Em chào anh Trương Nguyễn Lào, chia sẻ cho em Lê Hương được không ạ? Rất là nhiều xe đang được chào bán bên em. Số điện thoại em ghi ở đây rồi, 0354 chào bán bên em. Cảm ơn anh Tạ Duy nhé, chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em nào. Hôm nay thì em sẽ báo giá luôn ngay bây giờ các bác nhé. Hiện tại bên em thì đang về thêm một chiếc, em sẽ lên sóng đầu tiên này. Em chào bác Vũ Xuân này, chào bác Lợi Phạm. Ở đây là một chiếc xe, một chiếc xe i30 đời 2009 bản nhập Hàn, số tự động nhập khẩu đời 2009 đây. Em Hương đang bán là 308 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay em để luôn cho khách hàng nhà mình còn 300 triệu tròn, 300 triệu tròn cho chiếc xe i30 đời 2009 bên em Hương ạ. Động cơ trang bị 1.6, sấy sưởi kính, sấy sưởi ghế đầy đủ cho em. Có cửa lắp cam lùi, cam hành trình, màn hình giải trí, gương kính thì auto tự động ạ. Nhiều xe đẹp quá, sắp ơi, cảm ơn bác Xuân Vũ nào. Hello em gái, hôm nay là một buổi trưa vất vả rồi. Dạ vâng, không sao anh ạ, chỉ cần khách hàng quan tâm ủng hộ em thôi. Sáng nay thì khách hàng lại đến chốt xe Innova của em Hương này. Một bác lại đến chốt một chiếc xe Vios 2015 màu vàng cát bản E xịn rồi. Một chiếc xe La City SE màu đỏ cũng lên sóng rồi, cũng đi về làm dâu rồi. Chào anh Khang Vũ ạ, à, chỉ cần khách hàng nhà mình đừng quên những lượt chia sẻ cho em để em có động lực mỗi ngày để ra một bài livestream nhé. Một chiếc xe i30 nhập Hàn nguyên chiếc đời 2009, động cơ trang bị 1.6, em đang bán là 308 triệu. Trên báo giá ngày hôm nay thì còn 300 triệu tròn. Bên cạnh chiếc xe i30 màu trắng đẹp thì em còn có một chiếc xe Accent, Accent đời 2015 bản Blue cao cấp, em này cũng là số tự động đẹp đây ạ. 383 triệu, cửa lóc đầy đủ, đèn bi salon, xin nhan trên gương nhé. Hyundai Accent bản Blue cao cấp đời 2015, 383 triệu, động cơ trang bị 1.4. Chào anh Long Giang, chào anh Trần Dung, chào bác Mong Thái này. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em được không ạ? Quan tâm mẫu xe nào để lại số điện thoại cho em. Và nhiều hơn hết là em Hương vẫn luôn cập nhật những dòng xe như i10 và những dòng xe Kia Morning với phân khúc giá rẻ, tiết kiệm nhiên liệu, máy số thì ngon. Bên đây thì em còn có một chiếc xe i10 biển 37 với nước sơn màu trắng đẹp. i10 số tự động đời 2015, động cơ trang bị 1.2, số tự động bản đủ các bác nhé. Số tự động bản đủ em Hương đang bán là 328 triệu. 328 triệu cho chiếc xe i10 số tự động của em Hương ạ. Xin nhan trên gương, phí mở một trạm thông minh trên cánh cửa, phanh ABS, túi khí an toàn, màn hình giải trí có đầy đủ đề lỗ thông minh. 328 triệu ạ. Dòng gầm cao em, dòng gầm cao thì em có EcoSport này. Em có EcoSport đây ạ. Anh Đinh Đạt ơi, Ford EcoSport đời 2016 giá chào bán 425 triệu, động cơ trang bị 1.5, em này là số tự động đẹp đấy ạ, 425 triệu, 5 chỗ ngồi gầm cao SUV đây, biển Hà Nội, bản này 6 túi khí an toàn, xin nhan trên gương đầy đủ cho em, 425 triệu có 5 chỗ ngồi gầm cao. 5 chỗ ngồi gầm cao thì em còn có Honda CR-V và một chiếc xe Kia Sportage nhé. Đời 2018 trở lên là anh Khang Vũ. Anh Khang Vũ đợi em một chút nhé. 2018 trở lên thì em có dòng Accent
số sàn và accent số tự động ạ. Khách hàng thân yêu của em Hương ơi, chia sẻ cho em đây Hương lên nào. Ở đây thì em có 5 chỗ ngồi gầm cao Honda CRV đời 2009 bản lắp ráp trong nước, động cơ trang bị 2.0, em này là số tự động đẹp, 408 triệu. Cho những bác nào đang quan tâm về siêu phẩm Honda CRV của em Hương ạ. Lấy cho chị cái ô nhé, hai bố anh còn lấy chị cái ô nhé. Đời 2018 trở lên thì em có này, một chiếc xe Hyundai Accent đời 2019 đây ạ. Đời 2019 nước sơn màu đỏ đẹp, đèn bi salon đầy đủ rồi, biển 99. Xe thì gọi là zin từng con ốc luôn, bao test hãng toàn quốc cho mình, test 36 tư thế cho em. Giá chào bán 495 triệu, Accent số tự động. Đời 2019 nhá, động cơ trang bị 1.4, zin đẹp từng con ốc ạ. Y10 số sàn bản đủ giá bao nhiêu em? Y10 bản đủ số sàn thì đợi em một chút đây, em sẽ quay lốt cho anh này. Chia sẻ nhiệt tình lên khách hàng ơi, hai khách hàng thân yêu của em. Accent 2019 đây ạ, 495 triệu. Còn anh Huy hỏi em là, anh Lợi Huy hỏi em là Y10 bản đủ thì Y10 bản đủ màu trắng đẹp, đời 2015 bản nhập Ấn Độ các bác nhé. Y10 bản đủ 2015 248 triệu. 248 triệu có Y10 bản đủ đây ạ. Anh Lợi Huy ơi, để lại số điện thoại cho em, em sẽ tư vấn cho mình cũng như để cho mình một cái giá tốt nhất. Kết nối Zalo cho em 0354602790. Y10 bản đủ 2015, động cơ trang bị 1.6, phím mở một chạm thông minh trên cánh cửa, màn hình giải trí, túi khí an toàn, tắt bật cảm biến đầy đủ rồi. Em đang bán là 248 triệu cho chiếc xe Y10 bản đủ của em đây ạ. Màu trắng đẹp, biển 37, Y10 bản đủ ạ. Nếu như muốn Y10 bản thiếu thì em cũng lại cung cấp đầy đủ cho mình một chiếc xe Y10 bản thiếu. Nước sơn màu trắng đẹp, đời 2015, Y10 bản thiếu màu trắng 218 triệu. Động cơ trang bị 1.0, xi nhan trên hông các bác nhé. Lốp lắp dày dặn, máy số thì ngon. Y10 2015 động cơ 1.0 đây. Màn hình giải trí, nội thất bên trong cực kỳ đẹp luôn. Ghế da cao cấp 2 màu đen và đỏ. Em Y10 này là bản thiếu đây ạ, bản này bản thiếu này. Màn hình giải trí cỡ lớn rồi, máy số thì ngon và giá lại bình dân cho khách hàng nhà mình. 218 triệu cho bác nào đang quan tâm về xe Y10 màu trắng của em Hương ạ. Chào bác Giang Hân, chào bác Hùng Huê, chào bác Khương Trường, chào anh Nam Hường. Chia sẻ lên các bác ơi, chào anh Tình Nguyễn, chào bác Khánh Linh, chào bác Thành Lê. Rất là nhiều khách hàng đang quan tâm về mẫu xe bên em, để lại số điện thoại em sẽ tư vấn cho mình. Chào bác Nga Nguyễn nhé. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Hyundai Accent đây ạ. Accent 2019 zin đẹp từng con ốc luôn. Giá chào bán 495 triệu, bao test hãng toàn quốc cho mình. Bao test hãng toàn quốc cho mình, đẩy mạnh view lên cho em Hương nào. Đừng quên những lượt like, những lượt tim và những lượt chia sẻ mới cho em ạ. Chào anh Thiên Lê. Còn nếu như màu đỏ mà dưới 300 triệu, số tự động có cửa lock thì em Hương còn có Mazda 3. Một siêu phẩm Mazda 3 đời 2009 nhập khẩu, động cơ trang bị 2.0. Em Hương đang bán chiếc Mazda 3 này là 285 triệu. 285 triệu đời 2009, động cơ trang bị 2.0. Mazda 3 đời 2009, em có Mazda 3 form dáng mặt hè nhé. Chiếc Mazda 3 này là 310 triệu đời 2009 này. Em này gọi là bản nhập đài, động cơ trang bị 1.6. Em này thì động cơ thấp hơn này. Biển 15 Hải Phòng, đèn bi salon, gương kính cụp chỉnh auto, 310 triệu đồng, cửa lock đầy đủ. Trên báo giá livestream ngày hôm nay, em để cho khách hàng nhà mình còn 300 triệu tròn này. 300 triệu tròn cho chiếc xe Mazda 3 đời 2009 này. 285 còn 280 cho chiếc xe Mazda 3 màu đỏ đây ạ. Bớt kịch sàn trên livestream ngày hôm nay luôn. Chia sẻ nhiệt tình lên khách hàng nhà mình ơi. Ở đây thì em Hương còn có một chiếc xe Toyota Camry. Toyota Camry một chủ sử dụng, máy số zin đời 20. Em này là Toyota Camry đời bao nhiêu nhỉ? Toyota Camry đời 2009, em này cũng là bản nhập đài đây ạ. Bản nhập đài đây nhá các bác nhá. Giá chào bán 415 triệu.
415 triệu cho chiếc xe Toyota Camry của em Hương đây ạ. i10 bản đủ ạ, i10 bản đủ thì em có đời 2016 này. Nói chung là em nhiều i10, bên em nhiều i10 nhanh nhá, để lại số điện thoại cho em ạ. Camry đời 2015, 2009, giá chào bán 415 triệu. Động cơ 2.0 và em này là số tự động đẹp đấy ạ. Chào anh Hải Nguyễn này. Hôm nay thì em Hương còn về thêm một chiếc xe Kia Forte. Forte đời 2013, số tự động, động cơ trang bị 1.6, em Hương đang bán là 365 triệu. 365 triệu cho chiếc xe Kia Forte của em Hương đây các bác ơi. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em nào. Kia Forte đời 2013, số tự động đẹp. Solata anh ấy. Solata em có nhanh nhá, em có Hyundai Solata nhá, số tự động anh ạ. Đợi em một chút em sẽ quay cho mình. Ở đây em đang về thêm một chiếc xe Kia Forte đời 2013, em màu trắng đẹp này, xin nhan trên gương. Giải đèn LED, đèn gầm đầy đủ rồi. Kia Forte đời 2013, số tự động bản lắp ráp trong nước. Phím mở một chạm thông minh trên cánh cửa, để cửa ở đây. Hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng. Màn hình giải trí, túi khí an toàn. Tổ hợp phím bấm nghe gọi. Em này máy số zin, ghế da zin, cửa lock đầy đủ cho em rồi. Một siêu phẩm Kia Forte, số tự động đẹp với nước sơn màu trắng đời 2013. 365 triệu có Kia Forte đi ạ. 365 triệu có Kia Forte đi. Anh Chiến Đoàn ơi, đợi em một chút nhá, em có Hyundai Solata anh nhá. Đợi em một chút vì xe đang ở bên ngoài mà em đang đứng ở xe ở bên trong mà em đang đứng ở bên ngoài. Em chào anh Lăng Văn Tử, anh chào anh Linh Minh. Bác Thơm Lê ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em Hương nào, đẩy view lên 100 khách hàng ngày hôm nay cho em đi ạ. Ở đây thì em mới về một chiếc xe Kia Morning. Ôi dồi ôi, nhìn cái màu sơn đã muốn quất luôn rồi. Nhìn cái màu sơn đã thấy cứng cáp rồi. Kia Morning đời 2015, đăng ký lăn bánh là 2016. Em Kia Morning này bạt SI các bác này. Nhìn cái lớp sơn màu nâu cứng cáp này. Phanh này, phanh nhìn rất là đẹp. Hệ thống phanh ABS này. Bộ mâm cực chất luôn. Giá chào bán 255 triệu cho chiếc xe Kia Morning, số sàn của em Hương đây. Xin nhan trên gương. Đời 2015 và đăng ký lần đầu là 2016. Nhưng nhìn sơn si sạch đẹp. Màn hình giải trí, tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Thảm rối sạch sẽ, ghế da zin, máy số ngon, nhìn cái màu sơn đã muốn mua rồi. Nhìn cái màu sơn thôi đã thích rồi các bác ạ. 255 triệu Kia Morning, em bạt SI đây ạ, cực kỳ xịn xò luôn, biển 99 các bác nhá. Đèn bi salon có giải đèn LED rồi, đèn gầm cũng là đèn bi salon luôn ạ. Bên đây thì còn thêm một siêu phẩm Xpander. Xpander được sản xuất vào năm 2020. Nếu như đời 2019 là bản nhập Indo thì Xpander đời 2020 của em Hương là bản lắp ráp trong nước. Với lớp sơn màu nâu đẹp, form dáng mới, mặt đa chấu này. Các bác nhìn phần đèn này, phần đèn nó sẽ khác hoàn toàn với đời 2019 nhá. Xpander đời 2020, số tự động đẹp. Động cơ trang bị 1.5, máy eco, siêu tiết kiệm nhiên liệu. Giá chào bán là 590 triệu. 590 triệu bao rút hồ sơ. Test hãng toàn quốc cho em về siêu phẩm Xpander 7 chỗ ngồi gầm cao. Xe không chỉ sở hữu được một cái ngoại hình đẹp mà máy số thì cực ngon. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, túi khí an toàn. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi. Xi nhan trên gương, form dáng thì rất là đẹp luôn nhá. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em là anh Nguyễn Lâm ơi. Anh Sơn Đấu Huynh này, bác Nguyễn Phương Đức, bác Nguyễn Toản ơi. Chào tất cả khách hàng thân yêu của em Hương. Xpander 7 chỗ ngồi, số tự động, hỗ trợ trơn trượt, khẩu lệnh nghe gọi trên vô lăng. Tổ hợp phím bấm, màn hình giải trí nhá, số tự động đẹp zin từng con ốc luôn. Cam kết bao tiết hãng toàn quốc cho mình 590 triệu cho bác nào thật sự yêu thích dòng xe 7 chỗ ngồi. Đẹp từ nội thất cho đến ngoại thất, ngoại hình. Động cơ trang bị chỉ 1.5 thôi nhưng mà lại còn máy eco, siêu tiết kiệm nhiên liệu. Chính vì vậy đây là một trong những cái lý do mà Xpander 7 chỗ ngồi khi mà ra mắt thị trường là phá đảo luôn. Làm cho những dòng xe 7 chỗ ngồi khác là đứng im luôn. Mức tiêu hao nhiên liệu của em nói đây ạ. 8,5 lít trong đô thị, còn nếu như đi ngoài đô thị thì chỉ 5 và 6 lít thôi. Đã thế rồi lại còn máy eco thì siêu tiết kiệm nhiên liệu kìa.
quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em, 100 khách hàng thân yêu của em Hương này. Xpander đây ạ. Nếu như mà thích dòng xe Kia Morning Form dáng nhỏ gọn, số sàn nước sơn đẹp, máy số zin, 255 triệu có xe Kia Morning đi. Đèn bi salon, lại đèn led định vị đầy đủ rồi, xin nhan trên gương 255 triệu. Còn nếu như mình muốn đi xe số tự động mà trên 300 triệu thì em có Kia Forte đây ạ. Kia Forte đời 2013 365 triệu. Em quay ngang thì em lại không đọc được bình luận anh ạ. Chiều nay em sẽ làm một video ngang báo giá tổng thể về xe, em sẽ update lên thì sẽ đăng được cả lên YouTube nhé. Anh ấy gì ạ? Có Cola không? Anh ơi em không có anh Phạm Duy ơi, em chỉ có Tucson thôi. 5 chỗ ngồi gầm cao thì em có Tucson. Có Fortuner các bác nhá. Đợi em một chút này, bình luận nó chạy em không kịp nhìn thấy này. 100 khách hàng thân yêu của em Hương ơi. Bác Đỗ Lư, bác Phạm Duy ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Anh Nguyễn Đình Chiến ơi, anh Đình Lui ơi, Lê Đình Lui. Quan tâm mẫu xe nào để lại số điện thoại cho em. Bên ngoài em còn có siêu phẩm Kia Rio đời 2015. Rio đời 2015 nhập khẩu, động cơ trang bị 1.4. Em Hương đang bán là 379 triệu, zin đẹp toàn xe, bản sedan 2 đầu. Gương kính này xin nhan trên gương, màn hình giải trí, túi khí an toàn. 379 triệu đời 2015 đây ạ, động cơ 1.4 các bác nhé. Bản nhập Hàn nguyên chiếc, xe đẹp luôn. Nếu như mà phát hiện ra lỗi đốt xe luôn các bác nhé. Đốt xe luôn ạ. Bên đây thì còn có một em Chevrolet cờ đuôi. Cờ đuôi em về thêm một cặp đen và trắng này. Chiếc cờ đuôi đời 2012, động cơ trang bị 1.6, em Hương đang bán là 258 triệu. 258 triệu đời 2012, số sàn biển 34, máy số ngon, sơn si sạch đẹp. 258 triệu màu trắng nhá. Bên đây còn có một chiếc cờ đuôi đời 2012 với nước sơn màu đen. Em này cũng là 258 triệu, động cơ trang bị 1.6, bản này là bản lắp ráp trong nước đây ạ. Đèn bi salon biển 34. Tucson em có máy dầu hai à, máy xăng 2 cầu số tự động, em đang bán là 455 triệu. Em có màu xanh anh nhá. Đợi em một chút rồi vào em quay ạ. 103 khách hàng thân yêu ơi, lên cho em đi nào. 200 khách hàng đi nào. Bớt giảm giá 10 triệu đồng trên một đầu xe. Nếu như khách hàng đang quan tâm, thiện chí chốt trên livestream của em ạ. Tucson đợi em một chút, đợi em đang ở bên ngoài nhá. Một siêu phẩm Chevrolet cờ đuôi đời 2012, động cơ trang bị 1.6, đèn bi salon có giải đèn led rồi, 258 triệu. Y30 em có này, màu xanh, màu trắng và màu bạc. Đây là chiếc Y30 màu xanh. Em Hương đang bán 275 triệu đời 2008, động cơ trang bị 1.6. Nhập khẩu, cam hành trình, cam lùi, đèn bi salon đầy đủ rồi. 275 triệu có xe số tự động, cửa lóc đầy đủ đi nhá. Y30 ạ. Chào bác Đào Huyền, chào 115 khách hàng thân yêu của em Hương ạ. Mỗi bác chỉ cần cho em Hương xin một lượt chia sẻ thôi. Tucson ạ, Tucson thì chiếc này thì em có cọc rồi. Em còn chiếc Tucson màu xanh đang về đời 2011, số tự động. Máy xăng 2 cầu em đang bán là 455 triệu cho chiếc Tucson. Chị ơi, Tucson đâu nhỉ? Màu xanh mà. Chia sẻ nhiệt tình cho em Hương lên nào, kết nối qua Zalo cho em 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn nào. Em chào anh Lam Phạm, chào anh Nguyễn Mạnh Tiến ạ. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Lacetti SE đời 2009 nhập khẩu đây. Sơn si sạch đẹp, máy số ngon, bản sedan 2 đầu. Giá chỉ có 210 triệu thôi. Chào idol, chào cường nhất nhá. Chia sẻ cho mình lên trang cá nhân và hội nhóm giúp mình nào. Lacetti SE đây ạ, nhập Hàn nguyên chiếc, số sàn đời 2009, giá chào bán 210 triệu đồng. Trên buổi livestream lắng như thế này, bớt luôn. Vừa lắng bớt kịch sàn cho mình, còn 200 triệu cho chiếc xe Lacetti SE của em Hương đây ạ. Xin nhan trên hồng, mâm năm chấu dạng phay cực đẹp rồi. 210 còn 200 triệu tròn các bác nhé. Quan tâm thì để lại số điện thoại cho em ạ.
Bên cạnh đây thì em còn i10 này. Một chiếc xe i10 đời 2016 nhập khẩu, giá chào bán chiếc xe i10 này là 268 triệu. i10 số sàn 268 triệu. 268 triệu có i10 đi. Em chào bác Hiển Phạm. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em nhé. i10 đây ạ, 268 triệu đời 2016 này. i10 số tự động nước sơn màu trắng đẹp đời 2017. Em i10 là em Hương đang bán nè, 365 triệu. 365 triệu cho chiếc xe i10 của em Hương đây ạ. Động cơ trang bị 1.2, số tự động đẹp có i10 đi. Số tự động đẹp nha. Em chào bác Mi Bùi này, chào bác Hường Thu, chào bác Ngọc Phan, chào bác Hiến Phạm, chào bác Nguyễn Long. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em được không ạ? Số tự động đẹp em Hương đang bán là 365 triệu đây. Chào bác Nguyễn Thái, 365 triệu có i10 số tự động đây ạ, đời 2017 cực đẹp luôn. Chào bác Hồ Câu Duy Nguyễn này, mạng lại hơi có vấn đề một chút rồi, nhưng không sao cả, em vẫn báo giá trực tiếp cho mình. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Corona Antis đời 2010 tư nhân sử dụng, số tự động đẹp, gương kính thì auto tự động cho em này. Corona Antis đời 2010 số tự động em Hương đang bán là 395 triệu. Một chiếc xe đến từ nhà Toyota, lồi đồng cối đá phá không hỏng. Em Hương đang bán chiếc xe Corona Antis này với giá là 395 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay, em để cho mình còn 385 triệu ạ. Anh đang ở thành phố Hải Dương đây em. Anh Trần Trọng Ních ơi, sang bên đây ăn cơm uống rượu cùng với em Hương nào. Sang đây ạ, địa chỉ 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Số điện thoại 0354602790. Kết nối Zalo, em gửi định vị qua, sang đây ăn cơm uống rượu cùng với em. Bên đây thì em có Accent này. Accent số tự động đời 2019, giá chào bán 495 triệu, động cơ trang bị 1.4, zin đẹp toàn xe, lỗi đốt xe luôn các bác nhé. Có Corona đời 2020 không em? Anh ơi em không có đời 2020 anh Phạm Duy nhé. Corona Antis em chỉ có đời 20, em chỉ có chiếc Antis đời 2010 thôi. Đời 2020 thì em chỉ có đời Accent là đời 2019 là cao bên em thôi ạ. Cao quá nó lại gần bằng với xe mới thì sự so sánh nó sẽ khó nên em không nhập những cái dòng cao hẳn quá ạ. 20-21 em chỉ có Xpander đời 2020 thôi. Em chào anh Lê Việt Tân VTV này, chào anh Thuận Thương này, chào bác Ngô Hiếu nào, chia sẻ nhiệt tình lên cho em Hương nào. Nhiều xe đẹp quá, cảm ơn ạ. Uống rượu với em Hương say chốt xe mới nhanh. Không uống rượu bình thường chốt xe cũng nhanh rồi. Nếu như uống rượu khả năng là phải lôi cả nhà sang xem xe thôi, lại chốt xe nữa thôi. Bên đây thì em còn có một chiếc xe i10. i10 đời 2014 bản nhập ấn số sàn, động cơ trang bị 1.0. Em Hương đang bán chiếc xe i10 của em Hương là 195 triệu. 195 triệu đây ạ, có i10 đi. Lên mâm đầy đủ rồi các bác nhé. i10 đây, 195 triệu có i10 đi. i30 thì em vừa rồi em có quay là màu trắng và màu xanh rồi. Thì đây em còn một chiếc màu bạc đây ạ. i30 màu bạc bản Crown cao cấp full kịch đời 2010, giá chào bán là 308 triệu. Trên buổi báo giá ngày hôm nay em để luôn cho mình còn 300 triệu tròn. Đời 2010 bản nhập khẩu, số tự động, động cơ trang bị 1.6 này. Cam hành trình giải trí đầy đủ rồi, màn hình Android cỡ lớn. Em chào anh Thanh Hoàng, chào anh Nguyễn Thành Trung ạ. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm được không ạ? Chào bác Linh Hồ, chào bác Trần Thắng này. Ở đây thì em còn có một chiếc Spark nhé. Spark đời 2013. Spark đời 2015 ạ. Spark đời 2015, động cơ trang bị 1.0, số tự động đẹp em đang bán là 235 triệu. 200 triệu mà muốn xem mua xe màu đen nào. Một chiếc xe Lacetti EX biển Hà Nội, một chủ sử dụng Lacetti EX với nước sơn màu đen đẹp, em Hương đang bán là 150 triệu ạ.
Xin phép cả nhà cho em Hương dùng miếng nước ạ, khát nước quá. Một 150 triệu có xe sedan 2 đầu. Còn nếu như tầm 200 triệu thì em còn có một chiếc xe Lacetti SE nữa ạ. Đây các bác nhá. Đây anh ơi, 150 triệu Lacetti EX đời 2009 bản số sàn. Em này là một chủ sử dụng này. Còn nếu như mà có 200 triệu thì em để luôn cho mình chiếc xe Lacetti SE của em Hương. Lacetti SE đời 2009 bản nhập khẩu em Hương đang bán là 210 triệu đồng. Để luôn trên livestream cho anh. Bi lời không xem được. Các bác ơi, xem có xem được không ạ? Bình luận giúp em là có xem được xe không ạ? Anh Xuân Thanh ơi, Lacetti SE 200 triệu. 210 triệu đồng, để cho anh còn 200 triệu thôi. Còn hôm nay nhá, trong buổi báo giá ngày hôm nay, một xem siêu phẩm Vios màu đen. Sáng nay thì Vios đời 2015 đi lấy chồng rồi. Thì ngay lập tức em Hương sẽ cho về một siêu phẩm Vios màu đen này. Đây các bác này, em chào anh Nguyễn Quang Minh, chào anh Nguyễn Trường. Chia sẻ nhiệt tình lên, 100 khách hàng thân yêu của em Hương ơi, anh Hồ Cường ơi, chia sẻ cho em. Chào anh Vũ Văn này, chia sẻ cho em nào. Một chiếc xe Vios đời 2014 số sàn bản e xịn em Hương đang bán nè. 365. Một siêu phẩm Vios bản e xịn đời 2014 em Hương vừa mới 36. Sao đắt hơn 320 lắm. 2016 à? Vios đời 2016 em Hương vừa mới về đây ạ. Thế là bao nhiêu nhỉ? 2016 mà giá chỉ với 365 triệu thôi. Vios bản e xịn biển Hải Dương, Bắc Lào Hải Dương. Nhất cự ly, nhì tốc độ, đến ngay với showroom của em Hương để trải nghiệm chiếc xe Vios của em Hương ạ. Đời 2016 mà em vừa mới về đây các bác nhé, 365 triệu. Gọi là về, vừa mới về chưa được 2 phút lên sóng luôn. Các bác nhìn này, một dàn lốp còn cực kỳ dày và đẹp luôn. Vios 2016 bản e xịn. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau, ốp hết mạ chrome rồi. Form dáng mới luôn, bốn quả loa to bản, trang bị bốn cánh cửa, bác nào. Nhất cự ly, nhì tốc độ đây các bác ơi. Vios xịn sò của em Hương. Đời 2016 mà giá chỉ có 365 triệu thôi. Nhấc máy và liên hệ cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn về chiếc xe Vios của em Hương này. Duy nhất ngày hôm nay các bác nhé. Dù là xe mới về, em vẫn để luôn cho mình 365 còn 355 triệu trên livestream. Chốt luôn cho em các bác nhé. Một dàn lốp còn mới này, biển Hải Dương xịn sò luôn. Xe mà dưới 100 triệu em có đây ạ. Xe dưới 100 triệu em có đây. Đây chính là xe siêu phẩm của em Hương. Một chiếc xe Spark Van đời 2008 số sàn, động cơ trang bị 0.8. Phải nói rằng em này là ăn xăng như người luôn. Nhất cự ly, nhì tốc độ như tán gái. Đúng rồi anh ơi, gái đẹp mà. Đời 2016 máy số zin form dáng mới. Mà chỉ có 365 triệu, vừa mới cập bến chưa được 2 phút tại Lê Hương Ô Tô Hải Dương. Mà vẫn cắt cho lời mình 10 triệu đồng lấy vía lấy may này. Anh Nguyễn Thành ơi, 300 triệu là chiếc xe nào anh nhỉ? Em Hương đang bán là 365 triệu. Cập bến bên em Hương chưa được 2 phút mà bớt luôn 10 triệu đồng trên livestream. Thì cái em tin rằng sau buổi báo giá livestream này, em sẽ bán em này luôn trong vòng 24 giờ anh nhé. Còn 300 triệu thì kể cả em mua của dân cũng không được như vậy ạ. 111 khách hàng thân yêu của em Hương, chia sẻ lên cho em nào. Lên 200 khách hàng ngày hôm nay. Dù các bác có chốt xe này, em cũng để cho mình với cái giá là bao nhiêu, 85 triệu còn 75 triệu trên livestream ngày hôm nay. Chiếc xe xịn sò của em Hương, Spark Van nước sơn màu xanh đẹp, ghế da máy số cực ngon. Màn hình có cam lùi, cam hành trình có hết rồi nhá. À, cam lùi và bốn mắt cảm biến va chạm.
Sờ Bắc 85 triệu, còn 75 triệu chỉ chốt trên livestream em mới để cho mình cái giá đẹp như vậy. Chào anh Thắng Oanh xe máy này. Vios, anh Nguyễn Thành ơi, Vios, anh không thể nào mà mua được một chiếc xe đời 2016 zin đẹp không taxi mà với giá 300 triệu đâu ạ. Đời 2016 đây anh nhá. Vios xịn sò của em Hương 365 triệu vừa mới cập bến bên em. Mà em để luôn cho mình, để luôn cho mình còn bao nhiêu? 355 triệu chỉ chốt trên livestream em mới để cho mình giá đẹp như vậy. Em quay luôn cho khách hàng nhà mình xem bên trong khoang động cơ máy móc của chiếc xe Vios. Zin đẹp cả xe như thế này cơ mà. Zin đẹp cả xe luôn anh nhìn này. Từng con ốc còn zin đẹp. Thảm chống nóng giảm nhiệt cũng còn luôn ạ. Mạnh dạn trả sờ Bắc 70 triệu bán tại chợ chốt. Bây giờ anh nào đấy, anh Văn Khương ơi. Em Hương, anh mạnh dạn chốt, em mạnh dạn bán. Nếu như mà anh chốt trực tiếp bây giờ sờ Bắc 70 triệu vì anh là khách quá VIP của em Hương rồi. Chốt cho anh Phương, anh Khương 70 triệu chiếc sờ Bắc của em Hương. Anh bình luận cho em, chốt trên livestream cho em và cọc cho em 5 triệu đến lấy xe về. Hoặc cọc 5 triệu em sẽ đánh xe tận nhà cho anh. Chốt trên livestream chiếc xe này của anh nè. Vios màu vàng cát thì sáng nay đi lấy chồng rồi nên là hôm nay về thêm Vios màu đen nhá. Mạnh dạn chốt sờ Bắc van 70 triệu bán chốt tại chợ. Mạnh dạn chốt cho anh Văn Khương 75 triệu trên livestream ngày hôm nay vì anh là quá khách quá VIP của em rồi. 70 triệu trên livestream ngày hôm nay. Anh Văn Khương để lại số điện thoại bình luận chữ chốt cho em. Em sẽ gửi và gửi cho anh số tài khoản của em Hương này. Cọc luôn tiền trên livestream chỉ cần 5 triệu thôi là em sẽ cho người đánh xe về tại khu vực anh đang sinh sống, ship xe tận nhà cho anh luôn. MB Quân đội. Số tài khoản 331103199588. Nhận cọc đi nào. Nhận cọc luôn. Thư ký nhà mình ơi, mình ghim hộ cho mình tài khoản vào đây nào. MB Quân đội. Lê Thị Hương. Số tài khoản 331103199588 để anh Văn Khương chốt trên livestream chiếc sờ Bắc van 70 triệu. Vios xịn sò của em Hương đây, vừa mới cập bến chưa được 5 phút. Đời 2016 mà giá chỉ có 365 triệu. Dù là vừa mới về vẫn tặng luôn cho khách hàng nhà mình 10 triệu đồng về làm quà. Về lấy cái lệ phí là ý là mình mua được xe đẹp. Liên hoan gia đình họ hàng nhà mình là mình mới mua được xe. Em Hương tặng cho mình 10 triệu luôn. 141 khách hàng thân yêu của em Hương chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Chào anh Đỗ Quy, chào anh Cương Ngọc Quyên, Quyên Nguyễn Ngọc Cường, chào bác Đặng Thủy nào. 140 khách hàng chia sẻ cho em Hương lên 200 khách hàng đi nào. Chốt 70 triệu chiếc sờ Bắc van cho anh Văn Khương. Chốt trên livestream, chỉ trên livestream em mới chốt một cái giá gọi là giật mình ngã ngửa luôn. Chào anh Đỗ Tâm ạ. Ở đây thì còn một siêu phẩm mới cập bến đây. Hôm trước em đã nói qua rồi, nhưng hôm nay chính thức mới về đây ạ. Một chiếc xe Hyundai Accent đời 2011. Chiếc Accent của em Hương này đời 2011 giá chào bán 345 triệu. 345 triệu đời 2011 cho siêu phẩm Hyundai Accent. Hệ thống phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. Đèn halogen mặt trước của xe này, 4 đường dập lổi trên thân xe cực kỳ sắc nét luôn. 345 triệu động cơ trang bị 1.4 Hyundai Accent của em Hương này ạ. Bớt luôn 10 triệu đồng trên livestream. Chỉ trên livestream em với chốt với cái giá giật mình luôn. 345 còn 335 triệu đời 2011. Động cơ trang bị 1.4 Accent nhập khẩu, số tự động đẹp, nước sơn màu đỏ đẹp đây ạ. Xe form dáng mới cực kỳ xịn sò luôn. Số tự động đẹp đi cực kỳ nhàn chân ga nhá. Bác Đỗ Phương ơi, chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em nào. Chào anh Hoàng, bác Yến Hoàng, chào bác Lý Quảng, chào bác Thơm Nguyễn, chào bác Bùi Thưởng này, chào anh Việt Anh. Chị Đỗ Phương ơi, chia sẻ cho em lên trang cá nhân và các trang hội nhóm giúp em nào.
bớt luôn 10 triệu đồng trên livestream cho những bác nào đang quan tâm xe nào. Hello gái, hello chị gái xinh đẹp của em. Số tài khoản em đã ghi ở đây rồi, Lê Thị Hương, số tài khoản 3311. Sai số tài khoản rồi thư ký nhá, số tài khoản là ghim sai rồi, ghim lại cho em số tài khoản đi nào. Hôm nay em còn về thêm một siêu phẩm Accent nữa đây. Accent đời 2019, em này với nước sơn màu, gọi là màu đồng. Nước sơn màu đồng form dáng nó gọi là siêu sang luôn. Accent màu đồng số sàn đời 2019, đèn bi salon, có giải đèn led, đèn bi đầy đủ rồi. Em Hương đang bán là 428 triệu. Sai số tài khoản rồi. Phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa đây. Hyundai Accent màu đồng cực sang của em Hương. Tổ hợp phím bấm nghe gọi, màn hình giải trí, đề lỗ thông minh. Phong thủy bác nào màu đồng đẹp như thế này thì không thể bỏ qua này. Điều hòa mát lạnh. Một dàn lốp mới dày dặn, bao tiết hãng toàn quốc cho mình. Bao tiết hãng toàn quốc cho mình. Chào bác Hưng Việt, chào bác Bùi Lợi, chào bác Bình Lê, chào bác Luật Hoa Quả Tươi ạ. Chào anh, chào bác Nguyễn Thị Nga nhé. Quan tâm mẫu xe nào thì bình luận phía dưới, em sẽ chia sẻ, em sẽ like, em sẽ báo giá. Và cũng như là em sẽ quay chi tiết cho mình. Accent màu đồng siêu sang của em Hương đây. Số sàn 428 triệu, đời 2019, số sàn. Động cơ trang bị là 1.4. Em chào bác Tú Lê, chào bác Nguyễn Hữu Hưởng này. Quan tâm mẫu xe nào để lại số điện thoại cho em Lê Hương ạ. Kết nối Zalo cho em 0354602790. Chia sẻ nhiệt tình lên nào các bác ơi. Tucson đây. Vừa rồi bác nào hỏi em Hương Tucson thì em Hương có Tucson đây ạ. Một mẫu xe SUV 5 chỗ ngồi gầm cao, máy xăng nhập Hàn nguyên chiếc. Được sản xuất vào năm 2011, số tự động đẹp bản này 2 cầu, máy xăng. Em Hương đang bán chiếc Tucson này với giá là 455 triệu. 455 triệu cho chiếc xe Tucson của em Hương này ạ. 455 triệu Tucson máy xăng 2 cầu, số tự động đẹp. Đời 2011, động cơ 2.0. Xin nhan trên gương. Đèn bi salon đầy đủ rồi. Trang bị hệ thống phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. Một dàn xe Tucson SUV 5 chỗ ngồi gầm cao. Phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa. Màn hình giải trí, túi khí an toàn. Khóa cầu vi sai, sấy sưởi kính và có luôn cả sấy sưởi ghế này. Em Tucson này là ghế lái chỉnh điện ạ. Ghế lái chỉnh điện, màn hình cam hành trình đầy đủ cho em rồi. Tucson máy xăng 455 triệu, còn 445 triệu trên livestream ngày hôm nay. Chia sẻ cho em Hương lên 200 khách hàng đi ạ. Quan tâm mẫu xe nào bớt luôn 10 triệu đồng. Số tài khoản của em là 331103199588. MB Quân đội Lê Thị Hương, chốt luôn cho em trên livestream 10 triệu đồng. Ship xe tận nhà mình luôn ạ. 455 triệu, em chào anh Lô Dần này. 100 khách hàng thân yêu của em Hương ơi, chào anh Nguyễn Lương Quang Hiệp, chào anh Sáu Long, chào anh Trần Đức Luyện, chào anh Lê Tứ này, chào bác Phú Trần. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Kia Morning đây ạ. Kia Morning đời 2011, số tự động bản lắp ráp trong nước, em Hương đang bán là 218 triệu. 218 triệu, động cơ trang bị 1.5 triệu. 225 triệu cho siêu phẩm Innova của em Hương đây ạ. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em. Chị xem của em có bị đơ. Innova của em Hương đây ạ. Bị đơ, em bị đơ rồi. Chào bác Điện Đẹp Nhã này. Chào anh Hoàng Văn Hưng. Chào anh Hoàng Tuyển. Chào anh Lông Văn Thơ. Chào anh Trần Phượng. Chào anh Tử Phan này. Innova của em Hương đây ạ. Chia sẻ cho em Lê Hương mạnh tay lên nào. Innova được sản xuất vào 2007. Em Hương đang bán là 225 triệu.
Innova 7 chỗ ngồi số sàn. Có bị đơ. Sao không ấy? Có bị đơ. Còn đây thì em mới về siêu phẩm Accent đây. Accent đời 2019 số sàn em Hương đang bán là 428 triệu. Phải đơ. Có hơi đơ tí rồi phải hết. Nó có đứng này. Nó tụt hết mắt luôn. 428 triệu đời 2019 Accent màu đồng của em Hương cực kỳ xịn xò luôn. Em xin phép được đi ngoài vào bên trong đây nhá, vì đứng ở ngoài lắng quá, điện thoại bị đơ mất, nó nóng quá, nó báo nhiệt, nó không cho like. Em xin phép được đi vào bên trong đây. Chào bác Tân Nguyễn này. Ở đây em Hương còn có một siêu phẩm 5 chỗ ngồi gầm cao, một chiếc xe Kia Sportage phiên bản giới hạn, bản này là bản Limited. Kia Sportage phiên bản Limited đời 2010. Một chủ sử dụng máy số zin, 5 chỗ ngồi gầm cao, đèn bi salon có giải đèn led rồi. Giá chào bán 466 triệu cho chiếc xe Kia Sportage của em Hương nhé. Màn hình giải trí, túi khí an toàn đầy đủ rồi, hỗ trợ trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo. Màn hình giải trí xịn sò, cửa sổ trời toàn cảnh full HD không che nhé. Ghế là ghế chỉnh điện này, ghế lái chỉnh điện cho em. Kia Sportage em Hương đang bán là 466 triệu. Trên buổi báo giá ngày hôm nay em để cho mình còn 456 triệu thôi ạ. 456 triệu cho chiếc xe Kia Sportage ạ. Chào bác Ngọc Hạnh Hanh này, chào anh Kỳ Hà, chào bác Lê An Vun à. Chào anh Tân Nguyễn, chào bác Vũ Thị Sáng, chào bác Ngô Thành. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương lên trang cá nhân hội nhóm giúp em. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Fortuner. Fortuner biển Hải Phòng, nước sơn màu đen đẹp, 5 chỗ ngồi gầm cao, số tự động. Gương kính thì cụp chỉnh auto tự động đây ạ, đèn bi salon. Fortuner đời 2011, số tự động 2 cầu, em Hương đang bán là 386 triệu. 368 triệu cho siêu phẩm Fortuner đây nhá. Xe cực kỳ đẹp luôn. Chào anh Nguyễn Lam, chào bác Nguyễn Ngọc Mạnh này. Ngọc Mạnh. Khách hàng ơi, xem máy xem là họ em là có nhìn thấy bài viết của em không ạ? Chào anh Hữu Phạm đấy. Chào anh Hưng Phạm. Bên đây thì em còn có Fortuner, Fortuner đời 2011, máy xăng 2 cầu, số tự động đẹp, em đang bán là 386 triệu. 386 triệu cho siêu phẩm Fortuner của em Hương nhé. Còn ở đây em mới về thêm một chiếc xe nhỏ gọn xinh xắn, nước sơn nhìn cực kỳ mát mắt này. Một chiếc xe Kia Morning đời 2010 em Hương đang bán là 225 triệu. Máy dầu có không? Fortuner thì em có máy xăng nhé. Máy dầu thì em có đời 2011 đang trên đường về. Để anh để lại số điện thoại cho em sẽ kết nối cho mình chiếc xe Fortuner máy dầu của em Hương đang về nhé. Anh Nguyễn Ngọc Mạnh ơi, để lại số điện thoại em sẽ tư vấn cho mình về chiếc xe Fortuner máy dầu của em Hương đang trên đường về. Ở đây thì em còn có một siêu phẩm Kia Morning số tự động bản lắp ráp trong nước. Đời 2010 em Hương đang bán là 225 triệu cho chiếc xe. 225 triệu cho chiếc xe Kia Morning đời 2010 của em Hương đây ạ. Cực đẹp luôn, màu xanh. Biển Hà Nội xịn xò nhá.